cũng nhận đâu á. Mày cũng tám gà con mày nè. Xin mời quý vị đến với giải đấu thiền truyền thống xã Lập Gia lần thứ 10 năm 2024. Tham dự giải chức kiệm này gồm có 4 đơn vị thi đua đến từ 4 thôn trong xã, gồm có Đông Sương, Đông An, Hòa và Đông Bình. Chúng ta thì đua đang sắp xếp và chuẩn bị cho giải chức kiệm này. Giải chức kiệm này thì các thi đua sẽ tranh tài với nhau có một đơn tương đương với 6 km. Ở giải hợp trong này thì giải chức thuộc về đơn vị Đông Sương, đơn vị thuộc về đơn vị Hòa, thứ ba thuộc về đơn vị Đông An. Đây là giải đấu nằm trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 104 năm ngày sinh nhật Bác Hồ. Về chiến thắng năm 1910, 19 tháng 5 năm 2024. Tôi xin lại thì chính chiều nay các thầy đua sẽ tranh tài với nhau có một đầu trên đường với 6 km với sự tham gia của 4 đơn vị thầy đua Đông Sương, Đông An, Hậu An và Đông Bình. Như vậy là giải chung đây đã được xuất sắc. Hoàng mục tiêu rất là kinh tính và hấp dẫn ở những chiếc chiều này. Có lẽ như lúc này thì đơn vị của tiền Đông Sức đã vui lên, sau Đông Sức là đơn vị của Hậu An. Thôi mình giờ lấy rồi đó. Tôi sẽ lại ở dưới cái chuyện này. Tôi sẽ tập tài với nhau có một đồng đường với 6 km. Đây là giải đấu hàng năm của sự tập nhập. Giải đấu nằm trong khổ trong một kỷ niệm các phóng năm ngày sinh nhật Bác Hồ 19 tháng 5 năm 2021. Tập lãnh đạo này vẫn là đơn vị của Đông Sương và thầy đua của Đông Bình.
với đồng mình về lý nha. Đi xíu rồi đi sau qua đơn vị đó là đơn vị của họ và đơn vị của đơn anh. Ê, lên. Rất là cái tư quan dẫn cho giải chính kiểu đây. Tôi xin lại thì ở giải hội thăm đây nhắc về đơn vị của thầy vua Đông Sức về được về đơn vị đúng không? Ở giải triển lãm nữ thì giải nhất thuộc về đơn vị Đông Sức và giải nhì thuộc về Đông Bắc và giải ba thuộc về đơn vị xin lỗi cái gì thuộc về đơn vị Hoa và giải ba thuộc về đơn vị Đông Bắc. Rồi thì trận đua đang tiến về tiêu tay để chuẩn bị quán tiêu ở cái hai vòng lượt xét quyền. Anh đi sang cái quán tiêu nhận lắm. Vậy thì có lẽ như các thầy đua đang đi so kè song song với nhau và đang bấm phá để chuẩn bị quân tiêu lần thứ hai của đội giác quân. Ở hôm qua này tôi thấy có lẽ như thầy đua của Đông Sức đang lợi thế vượt lên và dẫn đầu và chuẩn bị quân tiêu. Như vậy là thầy đua của Đông Sức đã quân tiêu đầu tiên. Tiếp theo học sinh đó là thủ đô của Hội An, thủ đô của Đồng Bằng và thủ đô của Đồng Bình. Đó là của tiên. Đó là kết thúc hoạt động cho giải chương trình này. Chúng tôi xin lại thì ở chương trình này có thể đua sẽ thân tài với nhau 4 vòng đơn tương đương với 6 km. Mỗi từ tham gia của 4 đơn vị thi đua đó là Đông Sương, Hội An, Đông Bình và Đông Hoa. Ở hôm qua này có lẽ như đồng vị đồng hoa hay không đồng hoa có lẽ như đưa lên tập cái đầu từ đua lúc này. Vậy thì các đua đang tiếp vào cái này và từng một đầu tiên nhận bắt đầu này đó là đơn vị của Hội An. Sau đó là đơn vị của Đông Sức. Sau kẹp và sắp xong với nhau.
đồ đạc bứt phá thì về chưa đâu. Rồi chuẩn bị quan tiêu lần đầu tiên của đào thai của mình. Thì qua sẽ bằng quan tiêu này thì đơn vị nào sẽ mới lên đến đầu đúng không? Đây là như đơn vị tiền mua của họ đang là tiền mua qua tiêu đầu tiên. Chúng ta hoàn đó là đơn vị họ đồng bằng vị đồng sinh và đơn vị của đồng minh. Quá là chúng tập nhật cho những chương trình hôm nay. Đơn vị bán là đơn vị của Hoa. Tiếp theo Hoa đó là đơn vị của Đồng Sức. Và đơn vị của Hoa. Bây giờ lại thì ở giấy ở bên trong này thứ nhất thuộc về đơn vị Đồng Sức, thì đơn vị Hoa và thứ ba thuộc về đơn vị Đồng Sức. Đó là sự sáng tạo bắt sắc của nhà đưa bóng thì luôn Đồng Sức và Đồng Minh và là có lẽ như sự đua của Đồng Sức đang qua tiền đầu tiên. Tại sao Đồng Sức đó là sự đua của họ ba Đồng Minh và sự đua của Đồng Minh đang qua tiền đang qua tiền và giải vòng đầu tiên giải quân. Cái này thì mua của Đồng Sức đang giảm lên như đồng này. Đồng Sức lại thì ở những chiếc này nó sẽ mua sẽ lại với nhau bóng của đồng được với 6 km. Và sẽ tham gia qua bóng đồng về thì mua Đồng Sức đồng bằng với anh Phạm Đồng Bình.
Gọi là cái chúng ta một đấu khai là bắt đầu lúc này đó là đơn vị của thủ mua đồng sự thứ hai là sự đối chặt của các bạn của đồng bạn hội ạc và đồng bạn và đào và bò và đầu luôn này là đơn vị của sức với công tác sau đồng chí đó là đơn vị của Hội An về đồng chí và đồng chí của Đồng Bằng chúng ta thì bắt đầu là đơn vị tiêu độc đơn vị quan tiêu nặng nhất của chúng ta mình. Chúng tôi xin lại thì ở dạy trên dịp này chúng tôi sẽ tồn tại với nhau bốn đồng được với sáu hồ bách mà bắt đầu lúc này gọi là đơn vị của Đông Sơn. Vậy là đơn vị thi đua đồng chức đã qua tiêu thành công lòng qua tiêu đồng chí của tháp mình tiếp sau là đồng chí là đơn vị của Hội An đơn vị của Đông Bắc và đơn vị của Đông Bình là lực qua tiêu và bắt đầu lại là của vua Đông Trinh. Đây thì vua Đông đã bỏ khá xa với các thành vua còn lại hai dịp nghe. Vua đang bước vào một cái loa bình. Thứ hai là đơn vị của Hoa Hoa và đơn vị của Hoa Hoa là cái chấp thứ hai. Thứ sau đó là đơn vị của Hoa Hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ các thầy cô đang đi về trung tâm thì có nhiều lần hai bóng đá thứ ba và từ đầu lúc này vẫn là đơn vị của Trung Sơn, thứ hai là thầy của Đông Bình và thầy của Hoàng Anh đang được tiếp tuyển thứ hai. Hội trong tôi là giám đầu, cái đó là trong mình tốt là đâu, lại cái đó là tốt là đâu, bây giờ là con hay là cũ. Vậy là thi đua của Đồng Trường đã qua tiêu thành công, là qua tiêu thứ hai của đội thứ hai của mình. Thứ ba lúc này là đặc biệt của Đồng Bình đang luyện tập rất dài, sau Đồng Bình là thi đua của Hoa đang qua tiêu, thứ ba là thi đua của Đồng Bình. Lại bây giờ bóng đập từ đầu với 6 km với từ tham gia của 4 người đội tuyển. Lúc này thì đội tuyển của Đồng Trường đang tạm đứng đầu. Thứ hai là thủ đô của Đồng Bình, thứ ba là đội tuyển của Hội An và thứ tư là thủ đô của Đồng Bình. Lúc này thì các đội đua đã bước qua đến đây tiếp tục một đoàn thoại của mình. Đầu này vẫn là được của Đồng Trường. Tại thì các thi đua đã bước vào vòng thứ tư của mình của giải đình kiếm này. Đầu lúc này vẫn là thi đua của Đồng Trường. Hai lúc này là đường của Đồng Bình và lúc này là đường của Hội An, lúc này là đường của Đồng Bình. Là thì phần thi đua là về tập để về quan thi tập về quan thi lúc này đó là đơn vị của thi đua của Đồng Sơn. Tại vì đua đang chuẩn bị thi đấu và chuẩn bị qua thi tập kiểm tra phòng đấu tới mình. Vòng cuối của giải đấu chiều nay, trên sân lại ở giải đấu trong này thì giải nhất thuộc về đơn vị của Đồng Trường, cái gì thuộc về đơn vị Hoa, giải ba thuộc về đơn vị Đồng Bình. Thì trong đó thì giải nhất thuộc về đơn vị là Đồng Trường. Cái gì thuộc về đơn vị Đồng Bình? Như vậy là có thể đua đó không có thiếu thành công. Như quý vị thấy đấu thì quý vị của Đồng Trường sẽ dành
30 triệu trong giải đô thị truyền thống xã Tâm Giang 2021. Đó là giải Hòa Bình Nam, giải truyền thống nữ và giải chính nam. Cái thứ hai lúc này đó là đơn vị của Đồng Bình là vui lên tập đơn vị thứ hai, thứ sáu đơn vị đó là đơn vị của Hoa Anh thứ ba. Lại thì đây là giải đấu nằm trong khuôn khổ trong khuôn khổ này là giải đây là giải đấu thực hiện của sân nhà Đức. Bắt đầu lúc này vẫn là đơn vị của Đồng Sơn. Thứ hai là thi đua của Đồng Bình. Thứ ba là đơn vị của Hội An và thứ tư là đơn vị của Đồng Bình. Và thì bắt đầu đua đã về trước đây để chuẩn bị quả tiêu là thứ hai vòng đấu cho đơn vị là quả tiêu cuối cùng của giải chính trường này. Là bắt đầu lúc này vẫn là đơn vị của Đồng Sơn, thứ hai là đơn vị của Đồng Bình. Sẽ không có một cái tính hay là đặc biệt nào do giải chính hiện nay. Thì đáng chú ý sẽ thuộc về đơn vị của Đồng Sơn và những gì thuộc về đơn vị của Đồng Bình. Vậy là thi đua của giải trực tiếp đây. Theo đó là thi đua của Đồng Bình. Thứ ba là thi đua của Hậu Giang. Chuẩn bị quá trình. Thứ tư là đơn vị của lúc này vẫn là đơn vị của Đồng Sơn. Vị thứ nhì là đơn vị Đồng Bình và vị thứ ba là đơn vị của Đồng Bình. Và lại thì các thầy đua đang bước phá đi 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 trong giải này. Đồng Bình và những bạn đồng bình.